Nam Mô A Di Đà Phật Hoan hỷ kính chào quý Phật tử và quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình của Phật Duyên Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến Có người nói rằng giàu nghèo do số Nhưng liệu điều đó có đúng hay không? Vận mệnh mỗi người đều do bản thân họ quyết định Không một ai hay một thế lực huyền bí nào có thể xoay chuyển được điều đó Một người dù được sinh ra trong một gia cảnh tốt đến mấy Nhưng nếu như không biết tích đức giữ thiện niệm ở trong tâm, cuối cùng sẽ rơi vào bể khổ. Ngược lại, nếu như chúng ta luôn cố gắng sống thiện lương, chăm làm phúc, tích đức thì những nghiệp báo khổ đau đáng ra chúng ta phải nhận, không những không tới mà chúng ta còn gặp được những may mắn từ việc làm của chính mình. Theo quan điểm của đạo Phật, tích đức hành thiện sẽ thay đổi nghiệp quả ác từ đời trước, tạo nên những nghiệp thiện và nếu làm nhiều có thể nhận được báo ứng ngay hiện tại góp phần cải thiện vận mệnh của bản thân và lo cho con cháu ở đời sau. Sau đây là 6 điều đơn giản Phật dạy, nhận tích vô số đức, để lại phúc báo cho bản thân cũng như con cháu đời sau. Xin kính mời quý Phật tử và quý khán thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phật Pháp Thiền Tâm. Quý vị thân mến, có người nói rằng giàu nghèo có số, nhưng liệu điều đó có đúng hay không? vận mệnh mỗi người đều do bản thân quyết định không một ai hay một thế lực huyền bí nào có thể xoay chuyển được điều đó một người dù được sinh ra trong gia cảnh tốt đến mấy nhưng nếu không biết tích đức giữ thiện niệm ở trong tâm cuối cùng sẽ rơi vào bệ khổ ngược lại nếu chúng ta luôn cố gắng sống thiện lương chăm làm phúc tích đức thì những nghiệp báo khổ đau đáng ra chúng ta phải nhận không những không tới mà chúng ta còn được gặp những may mắn từ việc làm của chính mình. Theo quan điểm của Đạo Phật, tích đức hành thiện sẽ thay đổi nghiệp quả ác từ đời trước, tạo nên những nghiệp thiện và nếu làm nhiều có thể báo ứng ngay hiện tại, góp phần cải thiện vận mệnh của bản thân và để lại phúc báo cho con cháu đời sau. Sau đây là 6 điều đơn giản Phật dạy nhận tích vô số đức để lại phúc báo cho bản thân và con cháu đời sau. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một Tích đức từ lời nói Hòa phúc được từ miệng mà ra, nói lời thiện, tử khắc sẽ tạo cho chính mình trong ngôn từ cần thể hiện sự khoan dung, độ lượng đối với người khác. Nói lời nói thẳng không sai, nhưng hãy chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Lời nói lạnh như băng sẽ khiến lòng người sắc lạnh. Hãy hâm nóng lên một chút, lời nói nhất định phải thể hiện được sự khoan dung, độ lượng đối với người khác. Một lời khen người đúng lúc sẽ có giá trị cả ngàn vàng. Đôi lúc, thay vì nói thẳng thì bạn nên chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Trước khi phê bình người khác, hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe, một lời khen người đúng lúc có giá trị ngàn vàng, thậm chí có thể cứu vớt cuộc đời họ giữa lúc khó khăn. Hai, tích đức từ đôi bàn tay, mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì sự ủng hộ, khen ngợi chính là điều cần có ở mỗi người chúng ta hãy học cách thường xuyên ca ngợi vỗ tay tán thưởng người khác không biết cảm ơn vỗ tay dành lời khen cho người khác thật sự là quá hẹp hòi đôi khi cho đi là nhận lại thật ra chỉ đơn giản là như vậy bàn ạ à. đưa bàn tay siêng năng làm việc thiện sẽ dễ dàng tích đức tạo nghiệp lành cho đời con cháu ba tích đức từ phóng sinh phóng sinh thật ra là cứu mạng chỉ khác với tướng người ở chủ, không phải đồng loại của mình. Phật dạy chúng sinh bình đẳng và vật ngang hàng, nên nếu như bạn thường xuyên phóng sinh thì chắc chắn sẽ tích đức làm phúc. Phóng sinh có rất nhiều lợi ích. Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn Nguyện Công Đức nói rằng, cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Kinh Chánh Pháp Niệm cũng vậy, tạo một ngôi chùa không bằng cứu một sinh mạng, vì cứu một sinh mạng tức là cứu một vị Phật, cứu một vị Phật tức là cứu thoát tất cả chúng sinh. Cho nên nói, lợi ích của việc phóng sinh không thể nghĩ bàn là vậy. nay tạm nói tóm lược lợi ích của người làm việc phóng sinh như sau. Một, luôn được chư Phật hoan hỷ, chư thiện thần gia hộ. Hai, ít bệnh tật, hiểm nghèo. Ba, tránh được đau binh, chiến tranh, tai nạn hiểm nguy 4 mạng sống lâu dài khỏe mạnh 5 Gia đình bình an hạnh phúc 6 mong cựu chân chính đều được tòi ý 7 oan gia được giải tinh thần luôn thoải mái tươi vui 8 con cháu ngoan hiền hiếu thảo kính nhường 9 tăng trưởng làm từ bi không ham thích sự giết hại 10 tăng trưởng đức tin chân chính đối với Tam bảo 11 sau khi chết xa lìa ác đạo được sinh lên cõi trời hoặc sinh làm người tôn quý 12. nếu có tu niệm phật sẽ được vãng sinh cực lạc thành tựu và quả người phóng sinh sẽ có được tất cả những công đức như trên và hơn thế nữa nếu biết phóng sinh đúng cách nghĩa là động lực của việc phóng sinh phải xuất phát từ tâm bồ đề thể hiện qua tình thương vô điều kiện và tuệ giác không phân biệt 4. Hiếu thảo với cha mẹ Trong hàng trăm điều thiện thì trước hết là hiếu thuận với cha mẹ. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục mà còn vâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đứng sinh thành vui lòng. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức, đơn giản nhưng tốt đẹp, còn hơn cả cầu thần bái vật. Tất cả đều vô thường, nhưng công ơn cha mẹ thì vẫn mãi hiền hữu với mỗi chúng ta, nên phải lo đáp đền. Ta đến cuộc đời này với hai bàn tay trắng thì khi ra đi cũng chỉ trắng hai tay, vậy tại sao không lo sống hiếu nghĩa và tu đạo phước đức để bây giờ có ý nghĩa trong cuộc sống? cha mẹ rất hài lòng hiện tại được an lạc mà tương lai có của mang đi và được sinh về cõi thiền lành. Đây là phước báo lớn nhất, cũng là báo ân, báo hiếu cha mẹ một cách trọn vẹn và đúng nghĩa nhất. Cuộc đời này nhân quả rất phân minh, không bỏ sót một ai, nên nếu mình hiếu thảo với cha mẹ thì con cũng hiếu thảo với ta, khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghi, đừng mong con hiếu làm gì, uổng công. năm Hóa giải hận thù Ngay cả khi ai đó xúc phạm bạn, vu khống bạn hay hãm hại bạn, thì cũng nên đối đại với họ một cách thiện lành và nên cảm ơn họ bởi cũng chính sự xúc phạm vu khống hãm hại của ai đó sẽ loại bỏ đi tội lỗi mà chính bạn đã gây ra trong quá khứ đồng thời trong lòng bạn cũng không chứa đựng hận thù càng giữ sự hận thù càng khiến cuộc đời của bạn thêm mệt mỏi đau thương hơn mà thôi Hận thù là một thứ tâm sở phiền não rất nguy hiểm, nó luôn ung ấp những gì xảy ra, gây cho nó không vừa ý. Từ đó nó cứ nuôi mãi và theo thời gian, càng ngày hận thù càng tăng trưởng, đến một lúc nào đó, thời cơ chính bùi thì nó sẽ hiện hành ngay. Nhận thức rõ hận thù sẽ làm cho con người tràn ngập khổ đau, giận dắt chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống an lạc. Vì vậy, hóa giải hận thù đi ngược chiều sinh tử, trở về cội nguồn bình an. Vậy muốn chuyển đổi nội tức giận oán kết giữa bản thân của chúng ta với người khác, tự mỗi người phải hóa giải được mọi vướng mắc xấu ác thù hận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, sinh hoạt hàng ngày để mình và người khác thoát khỏi sự đau khổ. Luôn sống trong cảm giác an lạc, đó là mục tiêu mà Đức Phật đã đạt được trọn vẹn trước khi để người khác không còn oán hận thì tự tâm chúng ta phải tập tha thứ cho người làm đều có lỗi và tổn thương đến ta chỉ có tình thương lòng từ bi mới có thể chấm dứt hận thù một cách vĩnh viễn đây là quy luật của muôn đời nó không chỉ có giá trị trong hiện tại mà mãi mãi về sau để tháo gỡ lòng hận thù ta không gieo rắc khổ đau cho người khác ta nên chuyển suy nghĩ tiêu cực sang tinh thần khoan dung rộng mở, có như thế ta mới bước vào và mở rộng bầu không gian an lạc vô cùng vô tận. 7. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân. Lòng nhân ái luôn có sức mạnh lớn lao, nó càng lớn hơn khi kết thành lòng nhân ái rộng lớn của cả nhân loại mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác